Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi series giới thiệu về các sản phẩm Lactokinase, là những sản phẩm rất là tốt dành cho những người có nhu cầu phòng chống và hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não. Và trong video ngày hôm nay, Shop xin giới thiệu với cả nhà về sản phẩm Lactokinase 4000 FU của hãng Orihydro. Các bạn cũng đã biết tới sản phẩm Lactokinase 2000 FU của hãng Orihydro rồi phải không các bạn? Vậy thì hai cái sản phẩm này khác nhau ở đâu ạ? Mình cũng xin nói qua một chút nhé. Với cái sản phẩm Lactokinase 2000 FU thì cái thành phần lacto trong cái viên uống nó sẽ là 2000 FU, còn cái sản phẩm ở trong ngày hôm nay mình giới thiệu thì hàm lượng lacto là 4000 FU, tức là cao gấp đôi các bạn nhé. Theo khuyến cáo của các nhà khoa học thì mỗi ngày chúng ta nên sử dụng cái hàm lượng lacto lên tới 2000 FU là có cơ thể nó đủ ạ. Tuy nhiên là liệu rằng cái phần mà chúng ta uống với cái hàm lượng 2000 FU thì liệu cơ thể chúng ta có hấp thu được hết hay không ạ? Và đối với những người mà bị tai biến hay là bị đột quỵ rồi thì cái nhu cầu sử dụng và cái hàm lượng FU cần nạp vào cơ thể 2000 FU thì là chưa đủ, thì đối với những đối tượng đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái loại Lactokinase với hàm lượng 4000 FU các bạn nhé. Nhắc tới sản phẩm Lactokinase thì là sản phẩm dành cho những ai mà đang có nhu cầu phòng chống và hỗ trợ điều trị tai biến, những người đang có những cái vấn đề về lưu thông máu kém như là mất ngủ này, rồi thì hoa mắt, chóng mặt và huyết áp cao, hay là những ai mà máu đông, những người mà rất là hay mệt mỏi hay stress đấy ạ. Đó là biểu hiện máu lưu thông chưa tốt, rồi thì cơ thể đang căng thẳng mệt mỏi. Những lúc đấy thì bạn nên sử dụng cái sản phẩm Lactokinase này rất là phù hợp. Và Lactokinase thì có công dụng rất là to lớn, rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Nó sẽ tăng cường sức khỏe, cải thiện lưu thông tuần hoàn máu rất là tốt. Ngoài ra nó có những cái vai trò chính như sau ạ. Mình xin giới thiệu qua một chút để mọi người nắm được mọi người nhé. Nó sẽ bồi bổ cho não bộ này và tăng cường trí nhớ này, rất là tốt cho tim mạch. Ngoài ra nó sẽ tiêu cái sợi tơ huyết đấy ạ, để làm tan cái cục máu đông đi và còn chống hình thành cục máu đông để phòng chống cái tình trạng tai biến ấy. Thực ra là mọi người bị tai biến là do căng thẳng quá hay là do máu của mình không lưu thông ấy, dẫn tới cái tình trạng là bị tai biến. Và tai biến thì rất là nguy hiểm, và đặc biệt là ngày nay thì cái giới trẻ bị tai biến rất là nhiều, không chỉ ở những người cao tuổi. Nguyên nhân có thể là do cái cuộc sống bây giờ rất là căng thẳng này, cái cường độ làm việc rất là nhiều, rồi thì cái môi trường, áp lực công việc, áp lực gia đình, và ngoài ra là cái chế độ sinh hoạt không điều độ nữa, là những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng này. Và mình đã từng gặp rất là nhiều người khốn khổ và rất là vất vả khi mà người thân của mình bị tai biến mọi người ạ. Vì thế chúng ta nếu như mà có điều kiện thì chúng ta cũng nên phòng chống rất là tốt thôi ạ. Vì những cái sản phẩm này thì 100% là thiên nhiên thôi, bồi bổ cho cơ thể chứ không hề độc hại gì cả. Và cái món ăn natto là một cái món ăn mà người Nhật họ rất là hay sử dụng, cho nên là cái số lượng người Nhật mà bị tai biến rất là ít ạ. Natto thì chính là cái gọi là đậu lành lên men của người Nhật đấy ạ. Họ ăn uống sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày của họ bởi vì rất là tốt cho cơ thể. Và mình cũng xin tạm dừng cái giới thiệu chi tiết về cái món ăn này bởi vì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm này các bạn nhé. Cái sản phẩm Orihydro thì rất là nổi tiếng nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Và các bạn có thể thấy là một hộp như thế này cũng rất là tiện lợi thôi, dạng viên mềm màu đen như thế này ạ. Mỗi ngày mình chỉ cần sử dụng 2 viên thôi, và một tháng là chúng ta sẽ uống hết một hộp như thế này. Một hộp là 60 viên ạ, rất là tiện lợi các bạn nhé. Và chúng ta uống thì chúng ta nên uống cùng nhiều nước và uống với nước ấm. Có thể uống sau ăn hoặc bạn uống trước ăn thì cũng không sao ạ, nhưng mà các bạn nên uống sau ăn thì sẽ tốt hơn ạ. Kết hợp uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm thì sẽ rất là tốt. Và trên vỏ hộp có cả hạn sử dụng rất là rõ ràng. Cái sản phẩm này khác với sản phẩm Lactokinase 2000 FU là ở chỗ là hàm lượng của nó, hàm lượng lacto là lên tới 4000, tức là gấp đôi. Và ngoài ra thì nó cũng rất là giàu những cái vitamin E này, các loại DHA, EPA rất là bổ lạc các bạn nhé. Và sản phẩm không dành cho người dưới 18 tuổi và sẽ không gây tác dụng phụ gì cả các bạn ạ, cho nên tuyệt đối an toàn bởi vì nó hàm lượng của nó là đậu lành thôi. Và chúng ta có thể sử dụng thường xuyên chứ không phải là sợ là dùng lâu nó sẽ bị nhờn thuốc như một số người nghĩ đâu ạ. Nếu có điều kiện chúng ta dùng lâu để duy trì rất là tốt ạ.
Và một hộp như thế này cũng không hề đắt các bạn nhé. Tất cả các câu hỏi liên quan đến cái sản phẩm Lactokinase 4000 FU của hãng Orihiro, các bạn có thể inbox với shop để shop sẽ tư vấn được rõ hơn, chi tiết hơn cho từng người. Và các bạn có thể để lại comment ở phần comment và số điện thoại để shop sẽ hỗ trợ về vấn đề đặt hàng cũng như là tư vấn về sản phẩm ạ. Mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.